Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Phương Hy sinh mạng sống để cứu công. Mời các bạn cùng xem tập 51, Gia đình mình vui bất thình lình. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Cuối cùng, Phương đã quay trở về và cô không thể ngờ rằng chỉ trong vòng vài tuần, cuộc sống của gia đình chồng cô đã trải qua biết bao nhiêu sự thay đổi đến đau lòng. Bà Cúc, người mẹ của Công, bị ốm yếu, da màu xanh xao và thần sắc không còn rạng ngời như trước kia. Mọi ngày, bà thường tỏ ra buồn bã và khóc lóc khi ngồi một mình. Tình trạng sức khỏe của bà Cúc đã suy giảm một cách đáng kể và niềm tin to lớn của bà vào con trai trưởng đã khiến cho mọi điều khó khăn trở nên trầm trọng hơn. Nhưng bây giờ, căn bệnh nặng nề của Công khiến bà Cúc cảm thấy đớn đau và xót xa. Phương không thể tin được khi biết rằng Công đã giấu kín cho cô về tình trạng bệnh tình của mình. Thông tin từ bác sĩ chỉ rõ rằng Công đang ở trong giai đoạn bệnh nặng và khó điều trị. Và duy nhất, cách duy nhất để cứu mạng sống của anh là thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng từ người thân. Cảm giác hoang mang và lo sợ tràn ngập Phương, nhưng trong tâm trí cô, quyết định đã được định trước. Phương quyết tâm hiến tạng của mình để cứu chồng. Tuy bác sĩ đã cảnh báo về sự nguy hiểm của ca phẫu thuật, chỉ có tỷ lệ thành công 20% và cả người hiến và người nhận đều có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhưng Phương không dao động. Trước mắt, cô chỉ biết rằng cô phải làm mọi thứ để đảm bảo cho Công có cơ hội sống sót. Đối diện với hiểm nguy đang đứng trước mắt và Phương quyết định đối mặt với nó. Dù cho khả năng thành công thấp, cô không thể bỏ lỡ cơ hội nào để giữ lại mạng sống của người chồng yêu quý. Phương có niềm hy vọng rằng tất cả mọi nỗ lực sẽ mang lại kết quả tốt là sự sống sót của Công. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha!